Ok ha, hôm nay em làm cái thí nghiệm như này để mình rút kinh nghiệm bản thân ha. Và thấy nó có ok, nó có hiệu quả được ha. Thì chia sẻ với mọi người luôn ha. Mong anh em ủng hộ kênh ha. Kênh rồi đăng ký rồi để có những video chia sẻ, đặc biệt là những anh em mới ha. Anh em mới rồi chơi rồi cho nó vui ha. Mầm mọi người thấy, nhưng mà nhìn kỹ mầm nhú lên vì có hơn tuần mà. Xin chào cả nhà nha, xin chúc cả nhà mình một ngày tốt lành nha. Hôm nay em làm thí nghiệm là em pha 1.5 lít nước với một ống kiwi xanh và 2cc Actonis, rồi em phun đều lên đây luôn. Phun đều hết lên đây, phun hai hàng này để em làm thí nghiệm mọi người, để kích kỳ tinh thần luôn. Có một số anh em thì kêu làm này để cho ra hoa, còn cắt xuống mà xịt á thì là kích kỳ. Em để nguyên thân này anh xịt luôn, em làm thí nghiệm á, phải nhiều á mọi người, đủ các loại cây. Thì cái này em để ngày hôm qua không có tưới, để khô khoảng ngày hôm qua rồi. Và sau khi tưới thì mình cắt hết ngày, cái này chiều ngày mai mình mới tưới. Thì theo hướng dẫn của mọi người như vậy, thấy mọi người có kinh nghiệm á, mình làm đây cho nó ra hoa chơi, mà không có ra hoa thì ra kỳ. Một số đã để rồi mọi người, một số đã kiểu như nó sưng hết rồi. Sưng hết rồi nè, sưng hết rồi. Một số đã lên mầm gốc rồi, nhưng mà em làm luôn cho mầm gốc này, gốc lên đây nè, gốc lên nè, em xịt luôn thử. Vừa làm thí nghiệm mới có kinh nghiệm luôn ha. Những cây này cũng đang thất ngọn rồi này. Toàn bộ đây của em là rừng hết, em chưa có cây nào mà có mặt hoa trong đây. Đó. Ok, em làm rồi, khoảng 2 tuần sau là sẽ có kết quả báo mọi người ha. Ok ha, em xin chào mọi người nha. Rồi xin chào cả nhà nghe. Hôm em làm thí nghiệm á, là em phun theo cái tỷ lệ đó, là ngày 3 tháng 3 này nha. Nên ngày 10 tháng 3 ha. Thì khoảng tuần thì em kiểm tra kết quả để cho mọi người xem là nó lên cái mầm gốc là như thế nào ha. Đó. Em treo hai cái hàng này để em làm dấu á. Mọi người thấy. Đó. Lên quá trời luôn mọi người, mầm gốc á. Đây, em treo hai hàng này. Lấy xong mọi người xem đó. Ô trời ơi, đó. Lên quá đẹp luôn. Rồi bắt đầu nảy thêm, mọi người thấy không, nảy thêm à. Đó. Em lấy ví dụ như cái này đi, lấy đại cái này đi, đó đó mọi người thấy, nảy thêm này, nảy thêm 3 mầm nữa mọi người. Đó, một cái, hai cái mầm con ở trong mọi người. Đó. Này em thấy cái này nếu mà làm số lượng nhiều thì nó khỏe hơn đó mọi người. Đó. Ví dụ em lấy cây đơn thân đi, cây đơn thân này đi, đây đại cây nào đó đi, đó đây cây củ chi đó mọi người, mầm đã không. Để lấy cây này nữa. Đó mọi người thấy không? Bữa trước có cái mầm lớn rồi, này thêm cái mầm nhỏ nữa nè. Đó. Như vậy thì em thấy là cái cách này cũng hiệu quả mọi người. Đó. Đó mọi người thấy, nó lên thêm mấy mầm con ở dưới. Cái mùa này là cái mùa mầm gốc là đúng rồi, thắt ngọn ra mầm gốc. Nhưng mà mình xịt theo cái tỷ lệ đó thì nó
thấy nó đạt đó, em lấy xuống lấy đó, mọi người thấy hai ba mầm gốc nó đâm lên nó một tí xíu đó, hay chưa? À, đây cũng lên như vậy quá hiệu quả chứ gì nữa mọi người, làm số lượng lớn mà vậy là được rồi. Thì cái này em làm thí nghiệm thôi, nghe anh em nói. Đây cũng lên đó, hai mầm luôn mọi người nhé, từ hai mầm trở lên hết á. Hoặc là mình lấy mình bôi trực tiếp mọi người, mình bôi trực tiếp vô, ví dụ như cái hàng này là em bôi trực tiếp này đó, giờ mọi người em lấy đại cái này ha, là em bôi trực tiếp này đó, em bôi trực tiếp mọi người, bôi trực tiếp lên mầm gốc hết ha. Phải đại tiếp đi, phải đại cây nào 66 ấy, đây mình bôi cái gì tỷ lệ trực tiếp vô luôn cái gốc. Ok ha, hôm nay em làm cái thí nghiệm như này để mình rút kinh nghiệm bản thân ha, và thấy nó có ok, nó có hiệu quả được ha, thì chia sẻ với mọi người luôn ha, mong anh em ủng hộ kênh ha, kênh rồi đăng ký rồi để có những video chia sẻ, đặc biệt là những anh em mới ha, anh em mới rồi chơi rồi cho nó vui ha. Mầm mà mọi người thấy, nhưng mà nhìn kỹ mầm nhú lên vì có hơn tuần mà nhú rất nhiều ha. Ok, em xin chào ha, xin chúc cả nhà cuối tuần mình vui vẻ nha.